Chào anh em đang xem miền Tây Solar. Ha. Hôm nay là trưa nắng ngày thứ ba, ngày 10 20, 20 tháng 6 2023 nha anh em. Chúc anh em có những ngày làm việc thật là vui. Thì hôm nay mình có những cái đơn hàng cũng như là có những chuyến xe đi gửi cho anh em ở những cái vùng lên cận. Thì mình nhắc lại nha mọi người. Sáng ngày mai là sáng ngày thứ tư ngày 21 tháng 6 2023 mình có chuyến xe đi Long An, Tiền Giang, Bến Tre anh em nào có nhu cầu mua pin thì hãy liên hệ mình à, ở đây mình đang test những tấm pin mỹ nè thì à, mình đã nhập về à, tính tới bữa nay là hai tháng nay là mình nhập hai tấm pin mỹ anh em với hai tấm pin mỹ này thì à, mình à, cẩn thận mình đo từng tấm mình đo rất là cực nha mọi người đây ta dùng một con e và một cái hệ bình ác quy tải của chúng ta là một bóng đèn 12 v và chúng ta à, test từng tấm từng tấm một như thế thì mình đã test hồi đó giờ test rất là nhiều rồi thì pin uh, nó chỉ hư khi khi nó bị vỡ thôi anh em có nghĩa là mình làm nó rơi á mình làm nó vỡ á thì uh, những cái tấm pin đó thì nó hư mình không có cần đo còn những tấm pin mà nguyên vẹn này nè là mình đo nó đều đạt năng suất ok hết ví dụ như tấm trước mặt anh em mình cho qua cái cuộn dây điện bùi nhùi đó vô con LA dôi và hiện tại nó đang sạc cho hai ác quy mà hát quy này không biết là nó có hết điện hay không nãy giờ mình sạc cũng lâu thì uh, mình uh, thấy là nè đây Bây giờ nó đang là 29, mấy V và nó cung cấp 1,75 A. 29 nhân cho 1,75 hiệu suất rất là cao nha mọi người. Nè, anh em thấy rõ con số đó không ha? Không biết ở trong video nhiều khi lấy không rõ. Đó, thì bên đây là 29,5, bên đây là 1,72. Anh em lấy hai con số đó nhân với nhau thì đâu đó cũng là 50 mấy W đúng không? 5 mấy W. Còn nó sạc cho quy thì 13,6 nhân cho 3,63 là nó cũng ra 50 mấy W thấy không? Ở trên dưới với dưới nhân nhau nó giống nhau nè. Đó và 3,6 mấy be là nha mọi người. Với cái dòng với cái vô là 13,6. Đó, đang sạc cho hai cái ắc nhỏ của mình và tải của mình hút ra là là bóng đèn. Cái tải phải có tải hút ra chứ không có tải hút ra thì thì nó không thể hiện rõ cái năng suất sạc. Đó thì chỉ cần một tấm thôi và mình cứ thử từng tấm từng tấm như thế này. Và sau khi thử xong thì mình sẽ dựng đằng kia thì ở đây mình sẽ test khoảng 10 tấm để mình chuẩn bị chiếc chuyến xe đi Bến Tre thì chuyến xe đi Bến Tre không phải là những cái tấm pin này mà là chở còn nhiều rất là nhiều tấm pin lớn nữa ha tất cả pin mình đều test kỹ trước khi uh, trước khi gửi cho anh em về nhà anh em nhớ đấu cẩn thận nha đừng bao giờ cho cực âm với cực dương chập vào nhau nha mọi người tấm pin nó chỉ có thể hư khi cực âm với cực dương chập vào nhau đó rồi thôi bây giờ thì uh, lát nữa mình sẽ test hết đống này ha tính sao đi bây giờ thì những cái đơn hàng này anh uh, Tài xế bưu điện anh gọi là anh cũng sắp đến rồi mình quay và giới thiệu cho anh em hôm nay mình đi những cái cục như thế này để cho anh em coi mà an tâm chờ đợi. Có nhiều bạn mua hàng rất là lo, cho nên gọi tới hỏi hoài gửi chưa gửi cho mình chưa, mình đợi nha, mình rút tiền nha, mình chuẩn bị tiền rồi này kia, mình đổi tiền lẻ đầu các kiểu. Thì bây giờ mình sẽ review cho anh em xem những cái đơn em đi sáng nay. Thứ nhất là dây đen, dây đỏ và rắc gửi cho chú Lê Hồng Hải ở Vĩnh Thông Thạch Giá, Kiên Giang thì cái này cái video này thì uh, xin lỗi chú Hải rất là nhiều đúng ra gửi chú Hải cái cục đó cách đây hai ngày rồi nhưng mà lý do là không có dây đó, cái dây ninbo mà mình uh, đặt ở cái nhà phân phối đó, anh em thì uh, nó không có dây màu đen nó chỉ còn có mỗi dây màu đỏ thôi và mình uh, đợi mình đợi nó đem dây màu đen về để phân phối cho mọi người cuối cùng kết quả là nó vẫn không có dây màu đen lý do là điện mặt trời ở Việt Nam bây giờ đang sốt nha mọi người đang sốt À, tại nhà nước cúp điện nhiều đang sốt người ta sử dụng dây rất là nhiều nhà phân phối mà nó còn không có dây ấy, anh em bây giờ nó chỉ có dây màu đỏ thôi cho nên mình sẽ cung cấp cho anh em dây màu đỏ chúng ta dùng dây nimbo màu đỏ để xài cho màu đỏ lẫn màu đen về nhà anh em nhớ um, đánh dấu nè đánh dấu cộng nào âm cộng nào dương mình đánh dấu chứ hai cộng mình gửi cho mọi người đều màu đỏ hết á đó. nói cho mọi người hiểu à, chú lê hồng hải thông cảm nha gửi hơi trẻ xíu không có dây mọi người rồi hai cái chống ló mk nè gửi cho anh tâm ở bình trị đông bình tân thành phố hồ chí minh đó, hai cái đèn chống lo đây. Đó giá 1 triệu một cái, hai cái là 2 triệu, phí ship đầu dài chục ngàn rồi đó. Rồi JD60 giá 780, phí ship 40.000. Gửi cho anh, anh 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 Liêm à chị Liên, chị Liên ở Cốp Mắt, thị xã Gò Công Tiền Giang. Thì ở này là anh chị đã lấy hàng mình hỏng năm bảy cái gì rồi, bữa nay quay lại lấy nữa nha. À, làm việc ở cơm Mắt Gò Công Tiền Giang. Rồi. À quên nữa, cái JD60 đó là cái này nè cái JD60 ha. Rồi cái con xua cùng với mc4 xua à, mà thanh lý á mọi người thanh lý mà hai triệu hai triệu gửi á lấy cùng mc4 này kia gửi cho chú chí trường ở định quán đồng nai 47 nguyễn linh định định quán đồng nai thì à, cái con xua đó hả gói như thế nào gói như thế nào đâu con này là con thanh lý nha mình có một con thôi đó, đó đó đó, cùng với mc4 đôi đơn rồi lum c4 bốn ra 1 gì đó ha hai triệu rưỡi bao ship đã có chủ nhân rồi. thì mỗi con thanh lý là mình có một con thôi bán rồi là hết không còn nữa nha anh em. thì hôm qua nay em có bốn người hỏi con đó mà mình bán được cho có người người đầu tiên. rồi con bó quơ năm ký rưỡi gửi cho chú Hoàng Tuấn Minh ở Phú Bình Thái Nguyên, Hương Sơn thuộc Phú Bình Thái Nguyên. một con bó quơ 5, ,5 ký rưỡi mà em bán có 9 triệu 500 trăm ngàn thôi. đó bao ship luôn nha. đó bó quơ năm ký rưỡi là nha. cấu hình rất là cao và đẳng cấp lắm bán giá đang rất là tốt nhiều anh em thấy giá thấp quá không biết này bán đồ gì đồ mũ hay đồ giả gì không có nha em bán đồ xịn là hoàng bảo hành một năm chính hãng tại sài gòn nha đó nhưng mà giá vẫn rất là thấp đó tại vì em tranh thủ em lấy một lần em mỗi một lần đi đơn về em lấy khoảng 500 trăm củ mà 500 trăm củ đó, thì nhà phân phối sẽ để cho em cái giá rất là tốt em nói sơ vậy thì mọi người cũng hiểu đó rồi sa cô năm kg rưỡi nè gửi cho anh hiếu ở phong phú bình chánh thành phố hồ chí minh rồi sa cô năm kg rưỡi đây đó năm kg rưỡi à, nằm à, lẫn khuất ở dưới cái đống đó rồi hai tấm pin mỹ gửi cho anh bình ở à, văn ngọc chính thành phố sóc trăng à, khóm chín phường 3 ha văn ngọc chính thành phố sóc trăng hai tấm pin mỹ nó lẫn lộn ở trong đây nè đó à, mình gói khá là kỹ luôn nha nè nói chung là cũng không phải mình gói nữa mà cái đội hình của mình gói à, gồm các cái, à, à, các cái à, thư ký nè kế toán nè đem ra gói hết mọi người rồi tiếp theo là là hai tấm pin mỹ gửi cho anh Long ở thị trấn nhà bè nhà bè hồ chí minh à, cũng là hai tấm pin mỹ ha giờ có mình mình cầm cái sáp này cho nên hơi khó để xuống cái này, nó bay liền nè à, thấy vậy chứ để xuống cái bay để xuống bà khó khó quay rồi hai cái đèn sáu đang khuyến mãi nè giá 1 triệu ba bao ship 1 cây hai cái là cây là hai triệu sáu nè đây à, gửi cho anh uh, Sophia Sofia ở Tha La Ngọc Biển trà cú trà Vinh thì trước đây anh Sofia đã lấy cái đèn sáu này rồi rồi, bữa nay tiếp tục, ảnh lại ủng hộ nữa. Cảm ơn anh Sofia rất là nhiều nha. 6840, 2K, 2 cây, 2 triệu 6, bao ship nha. Rồi, tiếp tục nè. À, một tấm pin 100W của hãng uh, Gigawatt, uh, giá 1 triệu bao ship gửi cho anh uh, Giàng A Vạ ở uh, uh, xã Sang Kha, huyện uh, Sốp Cọp, Sơn La. Rồi, tấm pin 100W nè, gửi rất là xa luôn, ở uh, Sơn La luôn đó mọi người. Ha, Sơn La. Đấy. Cảm ơn mọi người rất là nhiều lúc này em bán hả ở ngoài đảo cũng có nè ở trên núi cũng có nè đó rồi ở đất liền cũng có nè ở đồng bằng ở thành phố ở tây nguyên chỗ nào cũng có hàng của em đi đến hết nha mọi người anh em nhớ cố gắng à, giữ điện thoại để nhận hàng sớm nhất nha. rồi CBDCAC ac đồ suơ đồ nè gửi cho anh quân ở khởi nghĩa tiên lãng hải phòng khá xa đó rồi hai cái tấm pin 200W áp thấp Ờ, giá luôn phí ship là 1 triệu 660 gửi cho anh Quân Ở Tiên Lãng Hải Phòng luôn Vậy là anh lấy tấm pin với lại phụ kiện Rồi tiếp theo nữa là GDT 100 gửi cho anh Phạm Nam Ở Ngọc Xuyên Hải Phòng Đồ Sơn Ngọc Xuyên Hải Phòng Đây GDT 100 Gửi khá là xa luôn Gửi tới Hải Phòng luôn Thiệt là xa Rồi lại là con bố quơ Con bố quơ thứ hai nè con Anh gửi cho anh Lê Văn An Bình Khánh Long Xuyên An Giang ờ, Bố quơ Đây con bó quơ bữa nay mình đi được hang bó quơ và một con sa cô và con xanh đó. nói chung là inverter bữa nay cũng bán cũng được cũng khá khá rồi uh, phụ kiện nè rắc rồi này dây điện rồi nè gửi cho anh hùng ở thái hòa nghệ an thì em nhắc lại với mọi người em xin lỗi mọi người là dây nimbo bây giờ nhà phân phối chỉ còn có màu đỏ cho nên chúng ta xài đỡ ha vừa âm dương cùng màu đỏ luôn anh em nhớ đánh dấu ha lấy băng keo hay gì đó quấn đánh dấu rồi chứ bây giờ không có màu đen luôn anh em màu đen trở nên quý hiếm rồi hai tấm pin mỹ gửi cho anh hùng ở thái hòa nghệ an ha đông tiến thái hòa nghệ an anh nãy rồi một con kích hai nghìn sáu gửi cho anh vũ ở um, quỳnh phụ thái bình ha. quỳnh phụ thái bình quỳnh minh quỳnh phụ thái bình đó nghe lạ luôn ha ba tấm pin hai trăm quá đáp thấp gửi cho anh sơn ở khánh an an phú an giang ba tấm thì nó bự nó. nè bự nè đó rồi xanh một ngàn con xanh một ngàn giá năm triệu hai bao ship gửi cho anh Sơn ở Khánh An, An Phú, An Giang. Xanh 1 ngàn này là nó no, nó no, nó no, nó no, nó no, nó no, nó no. nó 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 mới về cái đây ngày hai ngày mà được anh em ủng hộ cũng lai rai lai rai lai rai ngày con hai con được rồi rồi miễn con suơ rất là nhỏ nhặt thôi 200 trăm ngàn con cộng phí ship 30 mươi ngàn gửi cho anh sách ở các trinh phù cát bình định cái con nó nhỏ nhỏ là chứ bán được lắm nha anh em lãi chỉ bằng ly cà phê thôi ha rồi một con ngàn sáu hai cuối cùng mà không phải cuối cùng còn một con nữa nãy mình mới lục ra mình còn một con nữa gửi cho anh uh, hai băng áp ở vĩnh xuyên vĩnh hòa ninh giang hải dương khá là xa luôn rồi hai tấm pin 200 w áp thấp gửi cho thầy lâm ở tân quế thanh bình đồng tháp đó thầy lâm nghỉ hưu ha thầy lâm uh, chơi những cái hệ năng lượng rất là lớn từ lớn tới nhỏ đó, kiểu gì thấy thầy cũng có đam mê cũng cũng có nghiên cứu hết và thầy cũng uh, đã lấy rất là nhiều đồ bên mình rồi lại là thầy lâm nữa và yeah, bữa nay thầy Lâm lấy 400 48 pin 200 W áp thấp. Rồi, hộp phụ kiện cũng gửi cho thầy Lâm luôn ha. Phụ kiện bách Z đồ này kia. Rồi, Luca Carbon 3.0 gửi cho anh Lê Tú ở Càng Long Trà Vinh. Đó, anh anh Tú anh chuyển khoản rồi luôn á. cái anh mua xanh ngàn nãy anh cũng chuyển khoản rồi luôn. Chuyển khoản 3 triệu. Ốp 400 gửi cho anh Tâm ở Phú Tân, thành phố Bến Tre. Rồi, còn Ele Dôi nè, 8 rưỡi bao ship gửi cho anh Thanh ở Núi Sập, Thọ Sơn An Giang. Hôm nay nhiều đơn dữ ta. 2 tấm pin 200W áp cao. Gửi cho anh Thanh ở núi Sập, Thọ Sơn An Giang. Ủa này anh mua cái gì đó? Anh mua Elejoy với lại 2 tấm pin áp cao ha. Rồi, một cái lược bon 3.0 nói dây dài, dài nè. Chú Thảo ở uh, Hải Châu Đà Nẵng. Đó. Rồi. À uh, lưu carbon 3.0 gửi cho anh Thảo ở uh, uh, kiến tường <laughs> ở kiến tường Long An Vậy bữa nay 3.0 bán được mấy cái hả ta Đó bữa nay Gió nó quá anh em ơi Đấy, Cũng rất là nhiều đơn gió quá Anh Bùi Trung Lực ở Phủ Lý Hà Nam Lấy một con kích 2006 hệ 24 đó, Cọc trăm ngàn Rồi một cái hộp phụ kiện gửi cho anh Vũ Ở Đức Hòa Hạ Đức Hòa Long An Hộp phụ kiện trị giá 500 ngàn Đó đó là sơ lược về những cái đơn hàng mà bữa nay em gửi cho mọi người ha Em lia máy là một lần nữa Về những cái đơn em sắp chất lên chiếc xe bưu điện Để Đến tay mọi người ha đã những cái mặt hàng đó. cái đội hình của em gồm có 5 đồng chí gói một đêm hôm qua đó anh em à, ban ngày thì chúng em không có gói à, ban đêm mới gói tất cả những cái đơn ban ngày mọi người đã đăng ký á, tụi em đều gom lại gom 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 lại rồi à, tối mới gói tại vì ban ngày chúng ta còn rất là nhiều công việc năm người năm công việc khác nhau tối mới gom lại gói anh em chứ ban ngày đâu rảnh đầu gói ban ngày còn phải làm thanh long còn phải bò trâu rồi ha còn phải công tác ở trường rồi còn phải công tác xã hội con cái này kia tối mới gom lại gói mọi người thôi em xin chào em hẹn gặp mọi người những video lần sau nha